Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Đây là một chiếc video làm minigame mừng 55k sớt của mình nha mọi người. Thì tiền vàng của mình thì cũng hết rồi. Thì mình sẽ mua một cái gói cao cao một tí. Đây, mình sẽ mua gói này ha, 1.3 triệu luôn. Wow. Thôi mình sẽ vào cái điện thoại iOS của mình mua, xong mình tặng quà minigame ngày 24 này luôn nha mọi người. Đây, thì mỗi lần mình tặng quà cho mọi người rất là nhiều luôn, cho nên là mình sẽ quyết định mua gói 1.1 triệu này luôn ha, 450 thỏi vàng cho mọi người. Hồi bữa thì mình có mua một gói cách đây chắc mấy tuần rồi sao ấy, thì mình cũng đã xài hết rồi. Hôm nay thì mình sẽ chơi lớn mua thêm gói này nữa ha, được khuyến mãi thêm 30 kim cương nữa nè mọi người. Rồi mua nha mọi người. Ây da, đau quá. Rồi mua xong rồi mọi người. Trời ơi, đau thẳng luôn á mọi người ơi. Không sao ha, nhưng mà dùng để tặng quà cho mọi người, thì mọi người nhớ tham gia mini game của mình ha. Đấy, 450 thỏi vàng nha mọi người, hết 1.1 triệu nè. Ôi trời ơi, bữa sau mà có nhiều tiền nữa mình sẽ mua gói 2.000.000 luôn. Giờ mình sẽ mua gói 1.1 triệu trước thôi à. Rồi, trước khi đến minigame 55k sớt của mình thì mình sẽ tặng quà cho hai bạn trúng minigame vào ngày hôm nay ha, ngày 24 tháng 4 nha mọi người. Thì hôm qua đến giờ là mọi người comment trên website của mình ấy, thì bây giờ mình sẽ tặng cho hai bạn này, đó là bạn Tiểu Sông nè và bạn Hoàng Phi. Đấy, thì bạn Tiểu Sông này sẽ được một cái mũ cá và bạn Hoàng Phi sẽ được một cái ba lô trứng cho mọi người. Quậy, xịn không, xịn không, mới nạp vô là tốn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tặng cho bạn Tiểu Sông nè một cái mũ cá ha. Rồi Vũ Viking tặng em luôn một cái mũ cá. Và đến lượt bạn Hoàng Phi, trời ơi được cái ba lô trứng luôn ha. Thì mọi người mà chưa tham gia mini game thì nhớ tham gia mini game để mà nhận ba lô trứng rồi mũ cá rồi luôn nha mọi người. Rồi, đó là hai bạn nhận quà trong ngày hôm nay. Thì mọi người, hôm nay có quà đăng nhập này mọi người, đó là xẻng đồ các kiểu nè. Thì đồ kho báu sẽ là đồ cũ ha. Đấy, được 10 cái xẻng vàng nè. Rồi 5 cái khoan nè, trời đất ơi xài gì hết. Mình sẽ tiếp tục mở mini game mừng 55k sớt của mình nha mọi người. Đấy, thì mọi người nhớ tham gia ha. Mà trước khi tham gia thì các bạn phải nhấn like và đăng ký kênh này và chia sẻ video nữa nha mọi người. Rồi, cách thức tham gia thì cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn truy cập vào website vuviking.com của mình nè và bình luận bài viết mừng 55k sớt của mình ha. Nhớ là vào website nha mọi người. Các bạn vào Google á, đây mình có video hướng dẫn bên trái cho mọi người xem nè. Đấy, thì các bạn vào Google gõ vuviking.com hoặc là gõ vuviking cũng được, vào cái website vuviking.com ấy. Thì các bạn bình luận ở bài viết là mừng 55k sớt của mình. Đấy, thì bình luận rất là đơn giản luôn, các bạn không cần đăng ký tài khoản gì á, vào bình luận thôi. Đấy, thì có câu đố vui vui nhỏ nhỏ luôn, các bạn trả lời là được ha. Nhớ tham gia để nhận những cái món đồ xịn sò của mình nha mọi người. Trời, mới nạp cho 400 mấy giờ còn 400 nè mọi người, 400 thỏi vàng ha. Thì thường là minigame của mình là khuya ngày lẻ thì mình sẽ chốt ha, và ngày chẵn mình sẽ tặng cho các bạn, cũng như ngày hôm nay là ngày 24 này mình sẽ tặng cho mọi người. Đấy là ba lô trứng đồ các kiểu luôn, những món quà rất là xịn sò bằng thỏi vàng luôn ha, dành cho những bạn nào mà không có nạp game được. Đấy thì mình sẽ tặng, và nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đấy, đây là bộ đồ kho báu nè các bạn ơi. Nếu mà các bạn chưa đi nào thì hôm nay có một hai bộ kho báu đồ cũ nè. Đấy thì vẫn là đào tới sáng ngày mai luôn. Trời đất ơi, mệt nghỉ luôn ha. Từ hôm bữa đến giờ mà mọi người tham gia mini game của mình mà chưa trúng á thì cũng yên tâm ha, tại vì mình mini game thì mình cũng tổ chức dài dài mà ngày cách ngày là mình sẽ tặng một lần, cho nên là mọi người thường xuyên tham gia là từ từ cũng sẽ trúng thôi. Rồi, bye bye mọi người, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye, bye bye.